Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử luôn anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn với cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con mình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi,
trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuốn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhá. À, tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây này. Tôi đưa kính thử vào này. Đấy. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đấy, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi đấy. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy. Tôi đưa kính thử ở này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây tôi mở cho anh em xem nhá. Đây ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu không? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây. Trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái nọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá.
anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái, hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá, vỏ hộp này, để tránh hàng nhái, hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp anh em nhá.